Nấm đông cô hay còn gọi là nấm hương, một loại thức ăn giàu dinh dưỡng có lợi cho cả người lớn và trẻ em. Trong nấm đông cô gồm có các dưỡng chất như đạm, chất xơ, sắt, vitamin B và C, v.v. Hôm nay chuyên mục món ăn gia đình xin chia sẻ đến các bạn cách chế biến món nấm đông cô cháy tỏi. Sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn là món nấm đông cô cháy tỏi. Món này món chay làm rất là đơn giản mà ngon đó. Này mình chuẩn bị đây là một nấm 100g nấm đông cô, mình ngâm nước, ngâm cho nó nở như vậy hết rồi mình xả cho nó sạch. Rồi sau đó mình sẽ đem thái nha. Rồi các bạn chuẩn bị thành phần gia vị, giờ mình có tiêu nè, bột ngọt nè, hạt nêm nè, muối, đường, tỏi và hành lá. Sau đó mình sẽ bắt tay vào việc nhé. Đây là món ăn rất là đơn giản nhưng mà rất là ngon. Chai mặn đều dùng được, thậm chí các bạn có thể nhâm nhi được nữa đó, vì nó có vị mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay, tiêu. Rồi sau đó mình sẽ thái như thế này, thái lát ra. Cái này nó nhỏ nên mình thái vậy là vừa rồi. Cái này làm nhanh lắm mà đơn giản nha, chỉ có phần cắt là lâu thôi. Đây, giờ mình đã sạch xong rồi, mình sẽ cho gia vị vào ướp. Chị theo mình ăn mặn nhiều, mặn lạt nhé. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng muối như thế này. Tiếp theo là 2 muỗng đường, hạt nêm, 1 muỗng hạt nêm và 1 muỗng bột ngọt và bao nhiêu tiêu. Đây tiêu đây chắc khoảng 2 muỗng đó các bạn, 1, 2 và mình sẽ cho hết vào. Rồi mình trộn đều lên, trộn cho gia vị nó thấm. Nó thấm đều gia vị vào rồi mình bắt tỏi lên, mình cháy bắt chảo lên mình cháy tỏi, thế là xong, rất là đơn giản. Rồi trong thời gian mình đợi nó thấm gia vị mình sẽ băm tỏi. Trong thời gian mình đợi cho gia vị nó thấm vào nấm nha, rồi mình để đây, sau đó mình sẽ băm tỏi. Nó đỡ gian, hạn chế gian. Rồi mình cắt hành lên. Hành mình cắt ra chung băm thấy chung với tỏi cho nó thơm. Còn lá mình sẽ ướp. Rồi còn lá mình sẽ ướp vào chung với nấm. Rồi mình cho hành vào, mình sẽ trộn đều lên. Đó, gia vị nó chưa có tan, để một tí nữa cho nó tan hết. Đường, muối, bột ngọt, rồi hạt nêm rồi nó sẽ tan hết, nó thấm vào trong nấm. Nãy giờ khoảng chừng 20 phút gia vị nó đã thấm đều vào nhau, nó tan hết rồi nha. Rồi mình sẽ cho lửa lên. Cái món này rất là dễ làm, ai làm cũng được hết mà ăn rất là ngon. Và mình cho dầu vào tùy theo nhé, thích ăn béo thì cho nhiều một tí. Rồi cho tỏi vào, tỏi thì tỏi nãy mình đã băm sẵn rồi.
thơm nó vàng tỏi rồi ha. Rồi mình sẽ cho vào. Hạ thấp thấp xuống nhé, cho dầu không gian để thôi gian phẳng nhé. Thơm ghê. Đơn giản vậy thôi nhưng ăn rất là ngon. Nó ngấm nó không có rút dầu nhiều. Mình cứ đảo đều đảo hoài đi. Mình muốn nó săn nhiều thì mình để 20 phút. Còn nếu mà ít thì 10 phút cũng đã được rồi. Mình muốn săn nhiều giống như mình nó săn nó giòn hơn. Thử miếng này. Nó ngọt. Nó ngọt cũng đúng á. Thì khẩu vị của mọi người, ví dụ như ăn mặn thì sẽ cho muối nhiều thêm tí, còn muối ngọt thì thêm đường miếng vậy đó. Đũa cũng được nhưng mà đũa thì mình sẽ cho như vậy nó không có, nó còn là gớt lại sẽ không được đều nên nó sẽ dễ bị khét hơn. Mình xả mình đảo như vậy nè thì nó sẽ ngon hơn. Sau 20 phút món ăn của mình đã hoàn tất nha các bạn. Đó, còn chờ nó săn lại rồi nè. Rất là dai, dai dai, ngọt ngọt, mặn mặn, rất là ngon. Nhưng mình không ăn dầu nhiều, cái mình sẽ làm như thế này nè. Nó cho dầu nó thơm xuống. Rồi món ăn của mình đã hoàn tất rồi đấy, rất là ngon, thơm, đơn giản mà lại ngon nữa. Chúc các bạn sẽ thực hiện món này dễ như mình nhé. Chào và tạm biệt các bạn.